Chúa suốt cuộc đời của con. Con xin đi theo Chúa dù sức con mỏi mòn, vượt núi non biển rộng dù ngàn trùng gai trông. Một lòng con vững tin vì có Chúa ở cùng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay chúng ta cùng nhau họp tụ họp trong ngôi thánh đường này để người thánh lễ ngày Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ với nghi thức tuyên dương đức tin của 55 em lớp bao đời. Chúng ta tạ ơn Chúa đã dùng sức mạnh và lòng yêu mến của Ngài mà thúc đẩy và hấp dẫn khiến các em chọn Chúa Kitô hơn là chạy theo những cám dỗ trần gian. Tuy nhiên, cuộc đời dẫn thân theo Chúa Kitô để quảng đại phục vụ khai nhân của các em còn dài và thật lắm gian lao thử thách. Các em rất cần ơn sức mạnh của Chúa cũng như sự nâng đỡ an ủi của anh chị em. Vậy xin anh chị em hãy thêm lời cầu nguyện cho các em chẳng những trong thánh lễ hôm nay mà còn dài lâu trong cuộc sống, đồng thời khích lệ các em bằng những lời khuyên chân thành, nhất là bằng những gương lành đôi quân. Nhờ đó hy vọng các em sẽ mãi mãi xa lìa tội lỗi và suốt đời trung thành với Chúa Kitô. Hãy đến chiều hôm nay toàn đoàn chúng ta cũng hiệp ý với bà cúng tế cầu nguyện cho linh hồn Giuse Maria. Còn phần các con, những em trong lớp bao đời, chúng con rất thân mến, hôm nay chúng con đến nhà thờ này cùng với ông bà bố mẹ và người đỡ đầu. Vậy chúng con muốn gì? Nhưng chúng con có hiểu đức tin là gì không? Thưa, là hỏi chúng con cao cao vào thượng, mình tin đó là một chân lý Thiên Chúa truyền dạy và giáo hội truyền dạy cho chúng con tin. Những lời mà chúng con sắp lặp lại sau đây là những lời nào? Tại sao chúng con lại muốn tuyên xưng đức tin và hứa lại những lời hứa này chúng con chịu phép rửa tội? Thưa, để chúng con nhất quyết theo Chúa Kitô mọi ngày cho cả đời sống và lên người công giáo thánh thiện và gương mẫu. Vậy chúng con cùng với cha và cộng đoàn hiện diện dâng thánh lễ này thật sốt sắng để xin Chúa cho chúng con thực hiện được ước nguyện của chúng con. Kính mời cộng đoàn ngồi. Các em đứa to đồng đứng quay xuống bố mẹ. Kính thưa cộng đoàn, trước khi thừa nhận tội lỗi của mình trước mặt Chúa và cộng đoàn, giờ đây các em đứa to đồng sẽ bày tỏ tâm tình hiếu thảo của mình với cha mẹ là những người nuôi dưỡng chăm sóc các em nên người. Đồng thời các em cũng nói đưa lòng biết ơn đối với những công lao của cha mẹ đã nuôi dạy các em từ khi còn thơ bé cho đến ngày trưởng thành như hôm nay. Kính thưa cha mẹ, tình thương của cha mẹ bao la như trời như biển, công ơn của cha mẹ bao la như đất trời. Nhưng chúng con non lòng trẻ dại, không hiểu thấu nên chúng con đã nhiều lần vô ơn bội bạc, làm cho cha mẹ đau lòng tủi cực. Nay chúng con đã khôn lớn, chúng con quyết tâm sửa chữa lại những lỗi lầm xưa. Chúng con vừa sẽ sống một đời sống mới, luôn thờ phượng Chúa và hiếu thảo với cha mẹ. Xin cha mẹ đồng tình tha thứ cho chúng con. Chúng con thú nhận rằng chúng con có lỗi đã không vâng lời, không hiểu mình đối với cha mẹ, đã làm cho cha mẹ buồn phiền. Xin cha mẹ hãy tha thứ cho chúng con. Xin cha mẹ hãy tha thứ cho chúng con. Hôm nay chúng con nhất định cam kết suốt đời sẽ là người Kitô hữu tốt. Chúng con hứa sẽ cố gắng nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, hết lòng yêu mến cha mẹ
luôn luôn hiếu thảo để cha mẹ vui lòng. Chúng con xin hứa, chúng con sẽ là niềm hy vọng và niềm tin của chúng con. Kính mời cộng đoàn đứng, các em rất to đồng quay lên. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhiệt ví cờ cho các em thực hiện được trọn vẹn những điều dốc quyết và tu toàn thật tốt điều các em hứa. Trước khi dân thánh lễ, tất cả chúng ta hãy tỏ lòng sám hối, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của mỗi người chúng ta. Chúng con cầu xin
Đằng khác có người sẽ bảo là
giờ tôi, quý vị đã gánh trách nhiệm trước mặt Chúa và giáo hội để giáo dục hướng dẫn con cái. Nay con cái quý vị đã đến tuổi khôn lớn, sắp bước vào đời, xin quý vị cũng hiệp ý với nhau để tuyên hứa lại với Chúa và chu toàn trách nhiệm đó, đặc biệt hơn trong giai đoạn quan trọng này của con cái quý vị. Vậy giờ đây quý vị nói nên sự quyết tâm đó. Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã ban cho chúng con những người con thành từ lúc mới sinh ra, cho con đã đem đến nhà thờ dâng chúng cho Chúa, và giáo hội đã trao cho chúng con trách nhiệm phải giáo dục chúng trong đức tin để chúng tuân giữ các điều răn Chúa ngài, mến Chúa yêu người. Chúng con đã ý thức và nhớ chu toàn trách nhiệm mà chúng con đã nhận được. Hôm nay con cái chúng con đã khôn lớn và sắp bước vào đời trong một hoàn cảnh xã hội có nhiều đề nặng như ma túy, mại dâm, phim ảnh xấu. Chúng con xin hứa từ nay luôn ý thức và chu toàn trách nhiệm của chúng con một cách sâu sắc hơn. Để thi hành trách nhiệm làm cha mẹ và người đỡ đầu cho con cái trong lứa tuổi quan trọng và trong hoàn cảnh xã hội đặc biệt này, chúng con xin hứa luôn lấy tình thương để quan tâm giáo dục hướng dẫn con cái và cương quyết ngăn ngừa để chúng thoát khỏi mọi điều xấu. Để giáo dục hướng dẫn và ngăn ngừa con cái khỏi mọi điều xấu, chúng con xin hứa luôn cầu nguyện và nhất là làm gương sáng trong việc mến Chúa yêu người. Chúng con thân mến, cách đây 73 hay 74 hoặc 75 năm về trước, khi chúng con còn nhỏ, cha mẹ chúng con đã đem chúng con đến nhà thờ để xin chịu phép rửa tội. Lúc đó cha mẹ chúng con đã hứa dạy dỗ chúng con thêm người công giáo. Những người đỡ đầu cũng đã hứa sẽ cộng tác với cha mẹ lo cho đời sống đức tin của chúng con. Nay chúng con đã không lớn, đã học biết phúc âm và giáo lý của Chúa. Giáo hội muốn chúng con tuyên dương lại niềm tin của người Kitô hữu một cách có ý thức và tự do. Bây giờ chân đại diện cho giáo hội chứng thực lời tuyên xưng và tuyên thệ đó. Vậy chúng con có sẵn sàng bày tỏ đức tin của mình không? Chúng con sẵn sàng để sống xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa. Các con có từ bỏ tội lỗi không? Con từ bỏ để khỏi làm nô lệ tội lỗi. Các con có từ bỏ những việc rú răn tà không? Con từ bỏ. Các con có từ bỏ Satan là kẻ cầm đầu và gây ra mọi tội ác không? Con từ bỏ. Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Con tin. Các con có tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa Chúa chúng ta, xin bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang từ bên hữu Chúa Cha không? Con tin. Chúng con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo,
tìm các thánh thông công, tìm phép tha tội, tìm sáng sống lại và giữ số vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện vinh dự đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Các con có hứa trung thành với Chúa Giêsu Kitô trọn đời, giữ trọn các lời của người dạy và Hội Thánh truyền, không sợ bị bắt hại, nhà báng làm khó không? Hứa, con hứa. Các con có hứa thánh hóa ngày Chúa nhận và lễ mùa, giữ mùa phục sinh, xin năng xưng tội lúc lễ và giữ sẵn cầu nguyện sớm tối không? Các con có hứa hết sức thảo kính cha mẹ, yêu thương anh chị em và luôn làm chứng nhân của Chúa Kitô trước mặt mọi người không? Con có cam, các con có cam kết trung thành tuân giữ mọi điều chúng con vừa tuyên xưng và tuyên hứa cho đến trọn đời không? Mỗi người các con hãy cam kết thề hứa với Chúa trước mặt toàn toàn giáo xứ. Giờ đây các em đứng và giơ tay phải về phía cuốn kinh thánh để tuyên thề. Lạy Thiên Chúa, chúng con đây cùng nước lao động cùng năm năm thành viên. Hôm nay trước mặt Chúa và toàn toàn giáo xứ, chúng con xin cam kết là chúng con đời chúc cơ nghiệp vui và bình an mà Chúa đã hứa.
Thank you.
Thank you.
chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con Lạy Chúa, xin làm cho sự mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả một lần xa, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo tánh thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa. Cầu nguyện và hướng dẫn chúng con trong
niềm vui ngày trọng đại ngày đánh dấu sự trưởng thành của chúng con. Cha chúc mừng chúng con như bố mẹ của chúng con. Cha có thay cho chúng con. Cha cầu chúc và hy vọng rằng tất cả những lời tuyên xưng đề hứa hôm nay trước mặt Chúa và Công đoàn Giáo xứ, thì chúng con sẽ cố gắng thi hành thực hiện cái lời tuyên xưng và thể hứa đó trong suốt cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sống và giữ đạo cho trọn giữ đến ngày Chủ nhật tối thứ năm và tối thứ sáu đến thứ trẻ hàng tuần, để rồi chúng con trở nên những người vì tôi hữu thân thụ. Xin Chúa bạn chị phụ huynh sẽ ủng hộ cho con cái của chúng ta điều đó. Lưu xót cho anh chị em đi bình an. Ta về đây muốn con tim hiệp nhất yêu thương, cùng chung tay ta đã xây con đường phục vụ. Dù chung gai ta sánh vai qua ngày tháng dài, lòng mệt mài vững đôi chân về mái tương lai. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ, cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất, làm nhân chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Nói gương tình yêu nơi ba ngôi hiệp nhất không thôi, làm nhân chứng đi khắp nơi với đời phục vụ. Dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì, vì đường đời có ba ngôi dù lối không thôi. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ, cùng chung tay ta xây.